Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê thời vua Herodê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lại người. Nghe tin ấy, vua Herodê bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bây giờ vua Herodê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lại người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bây giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi nhà hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lại người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộc là đừng trở lại gặp vua Herodê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng mừng lễ Chúa Hiển Linh, hay ngày xưa chúng ta hay nói là lễ ba vua. Chúa Hiển Linh là mầu nhiệm Thiên Chúa tỏ mình ra không chỉ cho dân Do Thái nhưng mà còn cho dân ngoại. Có nghĩa là Thiên Chúa tỏ mình ra cho tất cả muôn dân để nhận biết uy quyền, quyền năng, tình yêu của chính Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại trong chính người con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô đến làm người. Trong cái bầu không khí của mùa Giáng sinh, chúng ta cùng chiêm ngắm cái tình yêu nhập thể của chính con Thiên Chúa đi vào trong trần gian này với tất cả niềm vui, niềm hân hoan, cái niềm tạ ơn vì chính Thiên Chúa đoái thương đến thân phận thấp hèn, tội lỗi của con người, mà chính Thiên Chúa đã đến trong trần gian này mặc lấy thân con người, trở nên giống con người để Ngài chia sẻ cái thân phận con người, và nhất là Ngài đến, Ngài đem lại cho con người ơn cứu độ của chính Thiên Chúa. Cho nên trước hết trong ngày lễ hôm nay, cái tâm tình của người chúng ta đó là tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì chính cái tình yêu cao cả của chính Thiên Chúa Ngài đã ban tặng cho chính mỗi người chúng ta qua chính con của Ngài mà hôm nay chúng ta cùng chiêm ngắm, là một trẻ thơ, một em bé, một hài nhi được đặt nằm trong máng cỏ. Một cái tình yêu rất là đơn sơ nhỏ bé ấy, nhưng mà đó là một vị tình yêu của chính Thiên Chúa đến trong nhân loại. Đó là cái tâm tình mà mỗi người chúng ta trước hết được mời gọi, đó là tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu của chính Thiên Chúa. Điều thứ hai mà trong ngày lễ ngày hôm nay tôi cũng mời gọi anh chị em chúng ta cùng chiêm ngắm, đó là cái hình ảnh của ba vị vua hay là ba nhà chiêm tinh từ phương Đông đến. Mặc dù ở trong tin mừng Matthew thì cũng không nói rõ là có bao nhiêu người, nhưng mà chúng ta thấy vì họ dâng ba cái lễ vật lên thì chúng ta cũng có thể đoán là ba người đến để tìm gặp gỡ chính vị vua của dân Do Thái mới xuất hiện. Và họ đã từ phương Đông họ lên đường, họ trải qua những cái nỗi gian truân, những nỗi vất vả khó nhọc để họ tìm gặp chính hài nhi Giêsu, và họ đã dâng vàng, nhũ hương, mộc dược để dâng tiến cho chính Chúa hài nhi. Trước hết thì chúng ta nhìn lại chính cái hình ảnh của ba vị chiêm tinh, ba vị đạo sĩ.
Cái hành trình họ lên đường từ phương xa, họ nhìn thấy một ngôi sao lạ xuất hiện. Qua cái dấu chỉ ngôi sao lạ ấy, họ nhận ra có một vị vua, hay nói cách khác có một vị đứng cứu tinh, một vị đứng cứu thế đến trong trần gian này. Và họ lên đường để tìm cho được cái vị vua ấy. Và ngôi sao lạ xuất hiện để dẫn đường. Nhưng mà khi đến một cái nơi thành Jerusalem thì cái ngôi sao ấy lại không xuất hiện nữa. Cho nên họ đã đến hỏi vua Ê-đê là cái nhà vua, vị vua mới sinh ra ở đâu. Vua Herodê và cả thành Jerusalem cũng bối rối, và nhà vua Herodê triệu tập các kinh sư và thượng tế trong dân lại rồi hỏi đó là biết đứng Kitô sinh ra ở đâu, thì họ trả lời tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách có chép rằng phần ngươi ở Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì nơi ngươi là nơi vị lãnh tụ chân dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Hành trình của ba vị đạo sĩ lên đường đó là hình ảnh minh họa cho chúng ta cái hành trình đức tin của ba vị đạo sĩ. Qua những dấu chỉ, qua những dấu lạ, họ đã lên đường tìm gặp gỡ chính vị đấng cứu tinh. Và họ khi tìm gặp được vị cứu tinh đó, họ đã có hành động là cúi xuống bái lại, có nghĩa là tôn thờ, tôn vinh Thiên Chúa và gặp gỡ chính Thiên Chúa trong chính cuộc đời của họ. Điều đó cũng mời gọi mọi người chúng ta suy nghĩ về chính cái hành trình đức tin của mọi người chúng ta. Hành trình ấy luôn mời gọi chúng ta lên đường, không phải là dừng lại một chỗ, nhưng mà luôn luôn lên đường để tìm gặp chính Thiên Chúa trong chính cuộc đời mỗi người chúng ta. Cho dù cái hành trình ấy sẽ gặp những gian lao, những vất vả, những khó khăn của những cái thế lực khác nhau ở trong trần gian này, nó ngăn chặn cái sự tìm kiếm đức tin, tìm gặp Chúa mỗi người chúng ta. Nhưng mà những cái khó khăn, những trở ngại đấy không làm chúng ta chùn chân, chùn bước, nhưng mà lại tiếp tục mời gọi chúng ta mạnh mẽ hơn để chúng ta tìm gặp chính Chúa Giê-xu ở trong cuộc sống mỗi người chúng ta. Đó là cái hành trình của ba vị đạo sĩ, cũng là hành trình đức tin của mỗi người chúng ta mà ngày hôm nay chúng ta được mời gọi trong lễ hiển linh. Chúng ta trước hết đó là chiêm ngắm chính cái dung mạo tình yêu của chính Thiên Chúa nơi hài nhi Giê-xu được đặt nằm trong máng cỏ. Tình yêu ấy là tình yêu cứu độ, tình yêu ấy dành cho tất cả mọi người đến để thờ lạy, đến để đón nhận lấy chính hài nhi Giê-xu, đón nhận lấy chính tình yêu của chính Thiên Chúa ở trong cuộc đời của mình, để tình yêu ấy biến đổi lấy chính cuộc đời của mình. Điều thứ hai cũng mời gọi mọi người chúng ta là hãy lên đường, hãy mạnh mẽ, hãy can đảm vượt qua những chông gai, những khó khăn, những thử thách, những chèn ép ở trong cuộc sống này, ở trong thế gian này, để chúng ta tìm gặp chính Chúa là nguồn vui, nguồn bình an, nguồn đích thực, nguồn tình yêu, nguồn sự sống, là nguồn ơn cứu độ của chính Thiên Chúa ở trong chính cuộc đời mỗi người chúng ta. Amen.